Mình chào tất cả các tình yêu và nỗi nhớ. Chào một buổi sáng. Các bạn có biết cảm giác thức dậy ở một nơi xa là như thế nào không? Và sáng sớm nay Quang đang ở bên khu vực Hòn Bãi Cạnh các bạn. Một điều thú vị sẽ xảy ra. Quang sẽ chỉ cho các bạn xem. Đây. Thấy chưa? Cho các bạn xem nè. Con rùa đang đẻ trứng các bạn. Đây. Thấy chưa? Thấy em rùa đang đẻ chưa? Em rùa đang móc lỗ lên chuẩn bị đẻ đó các bạn. This turtle looks smaller than last night, right? Yes, it did. Yeah. Alright, here we go. Yeah. Let's go. See you later.